lúc đó em tự mở lời trước luôn, chừng nào có từ thiện thì cho anh đi nữa. Ừ. Rồi có đi không? Dạ có luôn. Rồi lúc đó là gì xảy ra? Dạ đi từ thiện nhiều quá, có kết quả của từ thiện. Là sao? Dạ có anh đó. Ủa vậy? Anh dẫn em đi ba. Đi lên đó, lúc đó body em chuẩn lắm, đẹp, ăn mặc mình hở hang là gì. Nhưng mà anh cũng giữ cái chừng mực lắm. Cái nhưng mà em cũng nghĩ là thử coi ảnh có đàng hoàng hay không. Thì bữa đó giả bộ uống rượu xỉn lên taxi, mặc áo xẻ ngực sâu mà nghĩ chắc nhìn cũng có nhìn, mà không biết ổng có dê không, cái cũng vừa lòng nha, cái thử coi làm như không. Nghiêm túc lắm, lấy tay đỡ đầu, chạy nhiều khi dằn xe nó sợ em giật mình này kia kia nọ, không bất cứ không một động thái gì hết, rất là bình tĩnh. Chào khoan, hai đứa mình vỗ tay cái nói một câu coi có đồng cảm hay không nha. Gương mặt phu thê. Tại sao giống dữ vậy? Rất là vui khi mà được chào đón hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân với anh Quốc Thận và chào khán giả yêu có mặt trường quay Vợ Chồng Son hôm nay. Em tên là Trương Ngọc Lộc, năm nay em 30 tuổi, sống tại Hồ Chí Minh. Thì công việc của em bây giờ đang là quản lý tuyển dụng và đào tạo cho cái app mà em. Dạ chào tất cả mọi người. Chào chị Hồng Vân, chào Quốc Thượng. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Thủy, hiện tại em đang sinh sống ở Hồ Chí Minh. Năm nay em 28 tuổi, thì em cũng là quản lý và tuyển dụng và đào tạo Idolize. Bây giờ kể cho anh biết đi, lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu nè, và em có ấn tượng gì về cô gái này? Đó là năm 2018, chính xác là tầm tháng 9 2018 á, lúc đó mới đã chiếu phim á, là chiếu phim kinh dị tại vì chuẩn bị Halloween luôn. Cái lúc đó thì có một bé trong công ty cũ em đang làm á, thì là bé đó cũng rủ em đi, thì em cũng đi luôn tại vì có bạn bè đi chung, thì bé lúc đó là rủ vợ em đi nữa. Thì vợ em lúc đó là tới trễ, thì lúc đó là em cũng không quan tâm. Thì cái lúc mà coi phim xong á thì đi ra cả nhóm mới đi ra ngoài, cái với bạn là đi ăn luôn, thì lúc đó là em mới thấy vợ em. Sau khi coi phim xong em ra trực diện em thấy cái anh này, thì cái cảm xúc của em về anh này như thế nào? Không, em cũng bình thường tại vì em chỉ để ý tới bạn bè em thôi. Lúc mà mới bước vào á thì thấy có cái chị bạn thân đó ngồi nói chuyện với anh này, mà cái chị đó chưa có bồ, thì mình mới có quay qua hỏi nhỏ bạn: ê bồ hả, bồ chị Vi hả? Nó nói là không, anh làm chung này kia vậy thôi. Đó, chỉ là hỏi duy nhất về ảnh vậy thôi. Sau đó thì là các bạn làm gì để mà tiếp cận nhau? Dạ đây, ad Facebook em trước. Ủa tại sao lại ad Facebook? Tại vì giống như lúc đó là bạn làm Baby Boy Live rồi, là cái như bạn muốn chắc tăng... tìm mối. Dạ, đúng, dạ rồi. Đúng rồi. Một phần là lúc mà trong cái quá trình mà xem phim kết thúc xong rồi đi ăn, mấy con nhỏ bạn á nó có tật hay ghép. Lúc đó thì thật sự lúc đó là em có bạn trai, nhưng mà đang trong quá trình mâu thuẫn và chia tay và níu kéo là nó đã giải quyết trong vòng một tháng trời rồi mà chưa có dứt khoát được. Vô Facebook em coi thông tin, em ấn tượng nhất cái này là bên vợ em là có một nhóm từ thiện á, mình tự làm từ thiện với nhau á, thì lúc đầu em cũng thấy thú vị tại vì em cũng từng làm từ thiện rồi. Lúc đó em tự mở lời trước luôn, chừng nào có từ thiện thì cho anh đi nữa. Rồi có đi không? Dạ có luôn. Là lúc đó là gì xảy ra? Dạ đi từ thiện nhiều quá, có kết quả của từ thiện. Là sao? Dạ có anh bé. Ủa vậy đó? Cái chuyến đi từ thiện là... cái chuyến này đi đâu? Cái chuyến đó là dạ nói chung á, là trong cái khoảng từ thời gian mà quen tìm hiểu á cho tới lúc có em bé là trong vòng 2 tháng thôi. Nhưng mà cái chuyến từ thiện đó là đi đâu? Dạ là đi ở trong Đồng Nai. Đồng Nai hả? Dạ, ra tên, một cái tên em bé là con Nai hay là tên dạ, Đồng hay là tên Đồng? Dạ tên em bé là một câu chuyện khác nữa. Rồi cái đó không nghe. Tới chuyến đi từ thiện thứ mấy thì mới bắt đầu là em bé xuất hiện? Dạ cái chuyến đi đầu tiên á là em nhớ là đi Đồng Nai. Theo như em tính chu kỳ mà để có em bé á là chuyến đi ra Vũng Tàu. Đó là cái chuyến đi đó lúc là khởi là hành. Dạ khởi hành là Tàu, tên là Dũng. Là khởi hành lúc đi cỡ khoảng 5 giờ sáng thì anh này mới kiếm chuyện qua nhà ngủ. Nói chung lần nào đi từ thiện cũng kiếm chuyện qua nhà ngủ hết, thì không có ngủ, thức. Thức trước khi đi từ thiện. Dạ đúng. Đó thì cái bữa đó cũng lỡ uống bia rượu nó nhiều quá, thì lúc về nhà vợ thì em cũng xin phép nói, tại vì nóng quá mình cởi áo đăng tiếng. Lỡ cỡ giờ lúc đó là 2 giờ sáng rồi mà ngủ 5 giờ đi nữa. Dạ đúng rồi, thì nó mệt quá thôi nằm chằn chọc cho mệt thêm, nằm chằn chọc ngủ không có được. Vợ em mới hỏi em là ủa anh ngủ chưa, thì em cũng nói luôn chưa ngủ được, không ngủ được. Cái lát hồi nằm chán quá em mới khều khều cái thì hôm nay cũng hiểu ý. Ủa nhưng mà rồi cái lúc mà có em bé cái rồi là quyết định làm đám cưới liền không? Dạ có em bé xong thì anh này cũng có cầu hôn rồi cũng có về nói bên phía bên gia đình. Rồi trong quá trình yêu anh em có từng thử lòng ảnh chưa? Dạ có chứ, ảnh dẫn em đi ba đi lên đó, lúc đó body em chuẩn lắm, đẹp, ăn mặc mình hở hang rồi gì. Nhưng mà ảnh cũng giữ cái chừng mực lắm. Cái nhưng mà em cũng nghĩ là thử coi ảnh có đàng hoàng hay không. Thì bữa đó giả bộ uống rượu xỉn lên taxi, mặc áo xẻ ngực sâu mà nghĩ chắc nhìn cũng có nhìn, mà không biết ổng có dê không, cái cũng vừa lòng nha, cái thử có làm như không. Nghiêm túc lắm, lấy tay đỡ đầu, chạy nhiều khi dằn xe đó sợ em giật mình này kia kia nọ, không bất cứ không một động thái hay gì hết, rất là bình tĩnh. Sau đó mới quyết định là yêu anh này. Dạ đúng rồi. Có tỏ tình, có cầu hôn, và có như là tổ chức cái gì cho hai đứa hay không? Tổ chức thì không, nhưng mà cầu hôn thì có. Thì đợt đó là em cũng đi mua nhẫn cầu hôn rồi, nhưng mà tự nhiên cái bị một sự cố ngoài ý muốn, là tại vì bạn bên vợ là tổ chức
cái sinh nhật mà bí mật hơn, tới khúc cuối mới gọi cho vợ chồng em ra cũng uống chút bia, lúc đó cũng mệt rồi, tới 9-10 giờ mới về. Lúc đó cũng ráng mệt rồi nhưng mà cũng ráng nghĩ là tại vì đã chuẩn bị cầu hôn rồi mà không lẽ là vì cái này mà lại bỏ để ngày hôm sau. Cái không, thật kệ, nhất quyết. Cái lúc đó là ráng gồng người lên, sọ tay vô lấy cái túi, cái lấy cái nhẫn ra. Cái lúc đó là mệt quá em mới té xuống vợ ơi, rồi nằm kế bên vợ luôn, mở ra em đồng ý làm vợ anh không, là cầu hôn trong tư thế nằm hả? Dạ đúng rồi. Nói chung là trong đầu trong em là một cô gái mộng mơ, trong đầu em tưởng tượng bao nhiêu là lãng phẹt bấy nhiêu vậy đó, rồi xong ngáy luôn. Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Sau đó là nằm ngáy o o. Cái cảnh trước á thì là cầu hôn trong tư thế đằng sau lưng nhà đeo đi, hai ông này lãng mạn ghê. Dạ đúng rồi đó. Sau khi cưới về nó có những cái bất hòa. Dạ, nói về bất hòa thì từ thời điểm đó tới giờ là 2 năm cũng chưa giờ có cái tiếng gây nhau. Chỉ là những cái giận hờn vu vơ thôi. Trong cái quá trình á là cái tính chất á là ngày xưa em cũng từng làm sale. Và anh cũng làm sale nhưng mà anh làm về quản lý sale. Sau đó là chuyển qua cái công việc này á thì lúc đó em làm trước ảnh rồi, mà em có ý định là thôi ở nhà chăm con cùng em rồi hai chồng cùng làm, thì em cũng tạo dựng một cái team đó giống như là để cho anh làm. Nhưng mà ảnh thì anh cứ lơ lơ kiểu gì á, không chịu làm. Rồi em mới nói là thôi anh ở nhà đi, em trả lương cứng cho anh luôn, nghĩa là thuê anh làm đó. Cũng không chịu. Cũng có một lần mâu thuẫn trong công việc rồi em khóc với mẹ chồng em. Khóc cái mẹ dỗ dành, mẹ nói thôi để từ từ để mẹ nói lại này kia. Nhưng rồi sau đó thì em cũng lựa cái thời điểm mà vui vẻ của hai vợ chồng á, thì em mới nói là anh phải như vậy, em muốn anh đứng ra để cho mọi người thấy là anh có năng lực. Và sau khi mà làm được rồi, tiền về tài khoản và làm giỏi hơn vợ nữa, khoái tập vui, trung làm vui. Chúc mừng hai vợ chồng đó, em bây giờ coi như hai chồng cùng làm một công việc nè ha. Dạ. Được chăm sóc con, được chăm sóc con cùng ở nhà, có nghĩa là 24/24 gần như là bên dạ, đúng nhau rồi. Vậy thì bây giờ đến phần hai, giặt mặt thói hư tật xấu của nhau. Thôi coi nào, ai là người nói trước đây hả? Thì vợ em mày bị cái lúc đầu á, cái hồi mà mới quen á thì dạng cũng ít nói lắm, để nói là đúng thôi, nói vậy thôi, nói lại xong không nói nữa. Rồi bắt đầu hai lấy về, cái việc mà đầu tiên là việc dọn dẹp phòng móc, thì phòng nó bừa thì nhiều khi em cũng lười dọn, thì vợ em vô dọn luôn. Em thì nằm không gì đó, em giữ con thì nhiều khi quăng con cho nó tự chơi, vậy thì em dọn phụ. Dù có em có phụ hay không á, vợ em dọn cũng cầm ràm, đi cái là cầm ràm cái từ đầu cho tới cuối luôn. Kể cái này nè, anh kể sai sự thật, không có vậy đâu. Tại vì không chủ động trong công việc. Một người phụ nữ, tại sao nếu như mà người ta mang bản tính cầm ràm thì trước đó người ta đã cầm ràm rồi. Cái này là do mình thay đổi đối phương. Nếu như mà cái việc nhà đó mình chủ động làm, mình tự làm đi, vợ không cần phải nhắc nhở thì họ sẽ đâu có cầm ràm. Do mình không chủ động, không tinh tế. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ thì có việc em cũng chủ động làm. Là bà con cầm ràm không? Bớt không? Dạ, vẫn còn. Vẫn còn, nghĩa là chủ động làm mà vẫn còn. Không, nhiều khi cái tính vậy là không nói chịu nổi mà vẫn đỡ hơn rồi đâu chị. Rồi một tật xấu rồi, tiếp theo còn gì nữa? Còn chuyện ăn uống nữa, mệt thêm nữa. Cái này hai chồng em được cái là tâm hồn ăn uống nhưng mà tâm hồn của vợ em thì nó khó hơn của em chút. Nhiều khi hai chồng đói quá, tầm chiều 5-6 giờ mà ăn cơm mà ít quá thì tối nó đói. Lúc đó em mới nói vợ ơi, đói bụng quá. Tưởng gì, em cũng đói rồi mà nãy giờ em không dám nói. Rồi em cũng hỏi Dũng ăn cái gì, mình đi cái đưa ra nguyên cái danh sách ăn ốc rồi bánh xèo rồi bánh canh này kia đủ loại. Dạ đúng rồi. Rồi cuối cùng mới hỏi là muốn ăn nào không biết nữa. Cà cưa tới hàng hồi thôi không ăn nữa, nhịn đói luôn, nhịn nguyên đêm. Đêm có rên rỉ lên giặt vẫn rên đói mà hỏi ăn thì lại không ăn. Cô gái này càm ràm trong cái tiếng rên rỉ của sự đói khổ này. Cái đó không, cái đó gọi là đấu tranh đâu, mình đấu tranh, đấu tranh tâm lý. Đừng nói là gì, đừng ăn mập dữ lắm luôn rồi. Sẵn đà em kể luôn vậy cái gì. Em xấu ông là gì? Xấu của ông luôn. Thật xấu hả? Vô tâm này, mê chơi game mà không có quan tâm vợ. Không quan tâm vợ. Ví dụ cắm đầu vô chơi game chơi mà quên cả vợ luôn, không nhớ tới vợ, nghĩa là có thể là nguyên đêm mà chơi suốt tới khi ngủ mà hai chồng không tương tác với nhau câu nào luôn. Mà nhiều lúc mà mình bực mình cũng gán nhẹ nhàng mình nói anh chơi game chi vậy? Anh chơi em nè, quay ra mình gạ chơi game chi, chơi em nè, chơi em đi. Thì như cũng dễ chịu à, cũng bỏ xuống. Rồi nói lâu lâu á, tại vì cuộc sống hôn nhân là mình đi một con đường dài, nếu như mà mình quá chú trọng những cái việc cá nhân hoặc là mình chỉ dành khoảng thời gian dành riêng cho cá nhân mình nhiều quá thì cái người còn lại họ cảm thấy cô đơn. Ngoài con ra ngủ ra xong thì khoảng thời gian đó là mình phải quan tâm tới vợ mình nhiều hơn. Quần quật một ngày mà không chơi game chơi với bạn nữa. Cái đó là quá xấu rồi đó. Rồi, đó là cái điểm lớn. Ừ. Dạ, vô toilet tâm sự trong đó quá lâu. Tâm sự với ai? Tụi hay gì? Với cái điện thoại vẫn là cái điện thoại. À chắc là game nữa. Đó, vô trong đó ngồi. Mà không phải là một lần vô là nửa tiếng có khi hơn. Một ngày vậy rất là nhiều lần đó. Trời vậy ơi, vị chi một lần vô là nửa tiếng đi đó. Là một ngày ông đã sống coi như là 2 tiếng đồng hồ trong. Dạ đó. Đúng rồi đó. Cũng khiếp quá. Mà đi đâu làm gì thì cũng sẽ chậm chạp hơn vợ. Lê mê, cẩn thận chưa? Dạ. Nói tóm lại là bây giờ em mong muốn ông sửa cái gì? Em thì cũng không có đòi hỏi gì ở chồng mình nhiều. Tại vì á không ai là hoàn hảo hết. Mình muốn thay đổi đối phương, trước hết thì mình cũng thay đổi bản thân mình.
cũng vậy đó, mình giống như một tấm gương để mình phản chiếu với người bạn đời mình, sau đó nhìn rồi làm theo. Rồi mình chỉ nói là anh nên giống như là mình tương tác vợ chồng nhiều hơn, mình dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Rồi bây giờ còn em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Tại vì tính em cũng dễ, thì cái lúc mà là em với vợ em là tới quá nhanh, tại vì phần là do em, cái đó là sự lựa chọn của em rồi, là em cũng tin tưởng vợ em thì em cũng không có mong muốn thay đổi gì nhiều. Em mong muốn vợ em là yêu thương chăm sóc chồng con này kia thôi. Yêu thương chăm sóc chồng con, vì hai người này ước ao dễ giống nhau vậy. Như vậy cuối cùng là lỗi của ai? Hiểu không? Dạ, 50-50 vậy, 50-50 vậy. Nếu như em muốn ảnh tương tác với em, bớt đi cái điện thoại, thì em phải dành cái vị trí của em ở cái điện thoại của ảnh, chăm sóc cho ảnh, hỏi han lo lắng chăm sóc giống như điều ông mong muốn vậy đó. Đúng thì ngược lại thì cái điện thoại ông sẽ quên bớt đi, ông sẽ phải đối diện với em, ông phải tiếp cận với cái đối tượng mà đang chăm sóc ông chứ. Đúng rồi. Đúng không nè? Rồi xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình vào hôm sau nghe. Rồi sao nắm chặt tay quá, xin hỏi là hai bạn đã lấy nhau bao lâu rồi ạ? Dạ 4 năm hơn rồi anh, gần 5 năm rồi. 4 năm hơn gần 5 năm rồi đúng không? Dạ. Thế thì bây giờ cô dâu giới thiệu về mình trước đi, em tên gì? Dạ em tên là Trần Đặng Ngọc Hữu, năm nay em 29 tuổi, em ở nhà nội trợ giữa hai đứa con với lại buôn bán online. 29 tuổi mà nhìn mặt rất là trẻ. Dạ em cảm ơn chị. Thế còn em? Dạ thì em tên là Ngọc, hiện đang là cái kỹ sư phần mềm. Dạ. Ngọc với Hữu là gặp nhau trong một cái trường hợp nào? Dạ lúc đó em vừa chia tay với bạn trai, cái em lên mạng cái vô tình ảnh gửi thư làm quen với em cũng trả lời luôn. Nhưng mà lúc đó em cũng không có ấn tượng gì với ảnh lắm. Dạ. Thì sau 3 tháng quen nhau á, cái ảnh mới hẹn gặp mặt ngoài đời với em cũng ok, em chịu luôn. Đó là ấn tượng ban đầu của vợ em về em. Thế còn em thì sao? Rất là thất vọng. Ủa sao thất vọng? Tại vì trên hình thì đẹp như là hot girl vậy. Nhưng mà khi mà gặp thực tế thì thấy ủa sao mặt mụn quá. Ủa vậy hả? Chỉ thấy mặt mụn thôi hả? Mặt mụn với lại nhìn mặt nó dữ, không dữ. Không dữ lắm hả? Không thấy cười. Có nghĩa là cô này cũng như là không ổn lắm đúng không? Không ổn. Nhưng mà bây giờ không ổn thì cơ duyên nào mà để hai người chịu đèn nhau? Lúc đó thì bà xã đang lớp 12 chuẩn bị thi đại học, thì mình cứ lỡ hứa là dạy kèm luyện thi đại học luôn. Ủa? Tụi em lấy nhau được 4 năm. Nhưng dạ, mà quen nhau thì từ lúc bao nhiêu tuổi? Dạ 10 năm rồi. Wow. Dạ lần đầu tiên gặp ảnh á thì em cũng thấy ảnh gầy lắm, chứ ảnh không có đô như bây giờ. Hồi đó cái hình tượng em nghĩ là bạn trai mình phải đô đô một chút. Trời, nhìn người đâu mà ốm nhôm nhách mà trắng giống một cục tử bột vậy anh. Cho nên em có thích. Nhưng mà thời gian sau á, dạy học á, thì em thấy là thầy giáo hiền quá, nhỏ nhẹ quá, trầm ấm quá, cái tự nhiên em siêu lòng. Rồi hai bạn quen nhau thì có khi nào chia tay với nhau? Dạ có biến cố rất là lớn. Đó là khi quen nhau được 2 năm, người yêu cũ của em liên lạc lại với em và muốn là quay lại. Lúc trước á, thì em gọi điện thì mẹ của nó nói là cô ấy đi lấy chồng rồi. Sau đó 2 năm á, cô ấy gọi điện lại nói là cô không có đi lấy chồng và cô là bị ép cưới. Thì em mới suy nghĩ là cô gái đó là không có lỗi. Cho nên em cũng Sao động. Thì lúc đó em đứng ngã ba đường, một bên là bà xã quen nhau 2 năm, một bên là mối tình đầu. Mối tình đầu là quen được bao nhiêu lâu? Mối tình đầu quen được khoảng gần 2 năm. Cũng 2 năm, coi như 50-50 luôn. Dạ. Rồi cuối cùng thì sao? Dạ lúc đầu thì anh giấu em chị. Nhưng mà em thấy ủa sao dạo đây mà sao ảnh có gì đó khác thường. Thấy không có quan tâm lắng mịn, có gì mà giấu giếm em vậy. Em điều tra em hỏi ra thì ảnh mới khai thật. Phản ứng em sao? Thôi giờ ba người cùng gặp mặt nhau đi rồi để giải quyết chuyện. Cái đến khi ba người gặp mặt nhau á thì tự nhiên cái chị đó mạnh mẽ quá, tự nhiên lúc đó em cũng chột dạ chút, nói ủa mình giống như là người thứ ba vậy đó. Nếu mà không có em xuất hiện thì chắc là hai người đó đang trơn tru quen nhau vậy đó. Em nói ảnh à thôi anh ơi anh quay lại với chị đó đi. Em rút lui. Có trước mặt cô đó luôn hả? Dạ nói có vậy luôn. Trời em hiền quá. Em hai tay em dưng người yêu em cho người ta. Trời ơi em hiền quá. Nhưng mà lúc đó cô đó cái phản ứng của anh sao? Dạ thì chị đó cũng cũng đồng ý luôn. Rồi anh này sao? Anh này đứng khóc không mà chị. Trời ơi. Chị hỏi là lúc đó trong đầu em nghĩ cái gì? Chị biết lúc em khó xử lắm đúng không? Lúc đó rất là rối, tại vì hai người mình đều thương. Thật ra lúc đầu em nghĩ là em chọn cả hai luôn. Trời ơi. Là gì? Hai mình cũng thương hết. Nhưng mà mình có dò hỏi thì thấy hai người không chịu xe. Không chịu xe được. Trời ơi yêu được tình mà. Yêu mà xe gì? Rồi sao rồi cuối cùng tại sao mà em chọn mà xả em? Chữ á chị. Nói nghĩa là người ta rồi em còn chửi dạ. Lúc đầu em hai tay em dâng hiến người yêu em cho. Cái xong cái tự em về em suy nghĩ em tức quá chị. Em thấy em thiệt thòi, hơn 2 năm trời em quen. Cái tuổi thanh xuân em mất đi 2 năm. Nếu mà hơn 2 năm em không quen ảnh biết đâu em đềm với người nào đó sao chị. Tự nói ủa sao tự nhiên mình bị thiệt thòi vậy. Đâu có ngu, đâu có dại đâu chị. Em bực bội em gọi điện lên em chửi. Em nói đồ cầm thú. Trời ơi anh không suy nghĩ ra được ba cái từ đồ cầm thú. Ba cái câu đó đúng không? Không nghĩ ra em là chỉ nghĩ ồ cái đồ sở khanh
Rồi sao? Cái đồ tệ bạc. Anh nghĩ đi, 2 năm trời quen anh, chứ tôi đâu làm gì có lỗi với anh đâu. Tự nhiên bây giờ hả, vì con người yêu cũ quay lại, canh bỏ tôi, anh theo cái người đó. Mà giờ anh nghĩ gì, 2 năm trời hơn rồi, anh biết chị ta ra sao, cái cuộc sống chị đó như thế nào. Tự nhiên giờ đụng cái anh bỏ tôi, anh quay lại với chị đó. Rồi lúc đó anh trả lời đừng nói khóc. Cũng khóc luôn anh. Rồi đó giờ trả lời. Lúc đó bà xã gọi điện mình sợ chứ. Lúc đó giống như là có một cái nó lạnh tạt mình, nó tỉnh mình, bừng tỉnh bạn, bừng tỉnh luôn. Lúc đó anh nói đúng, chửi là đúng chứ không phải sai. Đúng là lỗi của mình, tại sao mình lại khờ vậy, mình giả dột vậy. Thì lúc đó em buồn, anh khóc rất là nhiều rồi. Em mới gọi điện là bà xã, em hẹn là tối nay là tới xin lỗi bà xã. Sau cái buổi tối đó là hai người quen nhau lại. Dạ. Không có gì ngăn cách rồi nữa. Em có cắt đứt liền với cô kia không? Cũng còn kỳ kèo thêm khoảng 1-2 tuần nữa. Đó, thấy chưa? Kỳ kèo thì mới nhớ cô chót rồi. Em biết không? Em biết cái vụ mà kỳ kèo dạ. đó. Em không có bắt tại trận nhưng mà em gà đài. Gà đài hả? Dạ. Gà đài, thấy chưa? Trời ơi. Ví dụ như em điện cho ảnh em nói sáng nay hả, em vô tình em ghé ngang trường của anh học á, em thấy hình như anh đứng này nói chuyện với chị đó phải không? Em đâu thực sự em đâu có tới đâu chị, em chỉ gà vậy thôi. Gà đài. Bị đánh trúng chị. Ừ đúng rồi, anh có đứng anh nói chuyện với chị một chút, nhưng mà chút xíu mà. Bắt ngọn mà dính liền vậy. Dạ. Rồi cái em cũng dựng nó bây giờ nha. Anh thẳng thắn, một là anh quay lại với em. Hai là anh đi theo chị, anh đi luôn đi. Chứ anh đừng có đứng giữa hai dòng nước nữa. Tha cho anh một lần thôi, đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Một lần một. Rồi thế là từ đó anh chấm dứt luôn á chị. Hay quá. Rồi coi như là lúc yêu á là như vậy, nhưng mà lúc cưới á thì khác nhau hoàn toàn không? Lúc mà yêu á thấy cái gì cũng đẹp, nhưng mà khi cưới rồi mới bỏ mộng ra nhiều thứ. Mà cái gì cũng xấu á hay sao? Dạ, lúc mình phát hiện ra mà sẽ có một cái khả năng rất là đặc biệt, đó là cái khả năng tuyệt thực. Mỗi tuyệt lần thực. Dẫn bực lên gì không ăn. Dạ đúng rồi, mỗi lần mình không nhịn được tức của mình nạt lại cái một á là coi như là bỏ ăn luôn. Bao nhiêu ngày? Bình thường thì một ngày, còn kỷ lục thì 3 ngày không ăn không uống. Em không ăn luôn? Không uống luôn. Nhịn chừng nào mà ảnh xuống nước ăn nị thôi mới ăn lại. Hèn gì hai con rồi vẫn là mình dây vẫn ngon. Nhưng mà cái lần đó cô giận em là về chuyện gì? Hai vợ chồng cãi nhau cũng là chuyện con cái thôi. Tại con thì ăn vô thì hay ói, mỗi lần mà ói ra cái thì bà xã em tiếc đánh con, đánh chát giả. Thì em nghe trời ơi khùng hả, em điên hả? Xong bà xã nói ông hay quá, ông chăm được nó không? Ông chăm nó đi. Xong rồi em chửi em thì em chửi lại, nói sao em kỳ vậy, sao người ta có con người ta nuôi nó đâu có gì đâu, sao em nuôi tùm lum tùm la vậy. Thế là cứ cãi nhau càng ngày càng tăng đô lên, thì bắt đầu bà xã giận thật 3 ngày. Vậy hả, có bao giờ bị lặp lại một câu đồ cầm thú nữa không? Dạ không, bây giờ không kêu cầm thú, mà có khi nào mà hai vợ chồng xưng hô mày tao dạ có. Rất là nhiều á. Chồng em xưng đúng không? Dạ không, em. Trời ơi. Lúc lên cơn lên là mày tao vậy đó. Dạ, tại chị biết sao, hai chồng em ở riêng, đâu có ông bà hay là anh chị cô gì chú bác gì chăm phụ nít đâu. Con em á, hai thằng đều bị xuyển hết á. Nó ăn uống nó ói hoài luôn. Nó vô ói như là cống dồi, nó phun ra vậy. Hai đứa luôn hả? Dạ, nhiều khi em thấy cái thần kinh em cũng như nhiều quá, mà mỗi ngày nó đều như vậy. Ví dụ như lúc đó ảnh đi làm, ảnh không có nhà thì không sao. Mà ví dụ như ảnh có nhà mà ảnh thấy em la con á, hay đánh con, mày điên à, làm gì đánh nhỏ dữ vậy. Con mình ổng mình xót lắm chị. Nói anh giỏi anh chăm con đi. Cái từ từ cái mức độ nó lớn lên, bắt đầu mày giỏi thì mày chăm đi. Rồi cái ảnh mà cự với em, ảnh đập phá đồ, cái em buồn em bỏ ăn, nói cho chết đi để hả anh chăm hai đứa con, anh biết khổ với em. Thành ra em tuyệt thật. Giờ anh hỏi nè. Dạ. Còn mày tao, tao mày nữa không? Bây giờ là tụi em hết rồi. Tại vì tụi em có một cái trận cãi vã định đưa nhau đi dị luôn á. Em ghét chồng gì mà không hiểu cho vợ một chút xíu nào hết trơn. Hễ cái đập đồ, đập máy giặt, đập đồ này nọ. Em nói chợ sống với người một cái đập đồ cũng sắm sửa là mình cũng tiếc của chị. Cái em cũng nói không giờ sống không được nữa thì chia tay nhau đi. Cái em cũng hai vợ chồng cũng định nhau là ly dị rồi đó. Cái vô tình cái em điện cho bà chị của em, thì bà chị em bà mới khuyên em vậy nè, nói vợ cuộc sống vợ chồng cũng có lúc cãi nhau, nhưng mà trong lúc cãi nhau đừng bao giờ xưng mày tao. Hãy xưng là anh với em. Nhưng mà chồng có biết cái lời khuyên đó không? Chỉ khuyên mình em thôi. Dạ. Chồng muốn nói gì? Thì cãi nhau cứ hoài đi lặp lại rất nhiều lần, thì em buồn quá. Em mới suy nghĩ, ủa tại sao hai vợ chồng mình cùng thương nhau, thương con, sao cãi lòng hoài à? Em mới buồn quá, thì em mới lên chỗ YouTube á, thì em mới nghe một số cái bài giảng của mấy cái thầy hòa thượng. Trong đó có một cái bài là giữ hạnh phúc gia đình. Thì em nghe và em nghe nhiều bài và em rút kết ra do vợ chồng thiếu sự tôn trọng lẫn nhau. Thì em ngồi với bạn với vợ là bây giờ hai vợ chồng mình á tôn trọng lẫn nhau, không phải mày tao nữa. Dạ. Có nghĩa tụi em đã bỏ cái chuyện mày tao được bao lâu rồi? Đây 3 tháng chị. Có nghĩa là em là được lời khuyên từ bà chị của em. Dạ. Còn em á là đọc được một cái lời khuyên từ các vị sư thầy. Dạ đúng không? Dạ đúng. Dạ.
thì chị nói nè, bây giờ ha, có một cái chị muốn chia sẻ với Hữu nè, cái chuyện đánh con á, bỏ luôn giống vụ mày tao á, tại vì con nít nói nó cũng mệt, mình ói mình còn mệt nữa, đúng không? Nó đâu có muốn đâu, bỏ cái vụ đánh con tội nghiệp lắm. Thì em càng đánh nó càng ói. Rồi á, chồng mà thấy vợ đánh con vậy càng xót, xót lại gây lộn nữa. Còn em á, em chia sẻ với vợ em một chút. Chị nói thật lòng là nếu như á, bạn này cứ ở nhà suốt rồi chăm hai đứa nhỏ mà mỗi ngày mà nó hành bạn như vậy, bạn không stress mới là lạ. Cho nên rằng á, nhiều khi bạn đánh là vì bạn không chịu nổi, nó bức bối quá, mà trong cái xót con chứ không phải là do là ghét con. Những cái bực dọc đó em chuyển sang cái khác, đừng có đánh nhỏ nữa, đúng không? Rồi có chồng sẽ chia nữa. Đó, vợ chồng em là chị chỉ khuyên cái điều đó thôi. Chị từng nuôi con chị biết tội nghiệp lắm. Em cũng mong là ảnh quan tâm đến em hơn chút. Thì đó, nãy chị nói đó là em phải nên quan tâm tới tới vợ em. Để vợ em nó có sức với có cái động lực em nó chăm con tốt hơn. Nha. Nha. Cảm ơn hai em. Đầu tiên thì xin gửi lời chào tới chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận cùng với tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Chí Linh, còn vợ em là Trịnh Thị Kim Ái. Dạ. Bây giờ em giới thiệu về em đây nè, em 30 tuổi nè. Quê em ở đâu nè, hiện giờ em đang làm nghề gì nè? Dạ, em năm nay là 34 tuổi. Và em ở đến từ Hà Tĩnh. Dạ. Và em hiện tại đang làm về công việc về kinh doanh. Kinh doanh. Dạ. Em kinh doanh tự tự là cũng như tại nhà. Dạ đúng ạ. Tự mình làm chủ mình đúng không? Dạ dạ đúng ạ. Dạ. Công việc em là cái gì, em có thể chia sẻ tí xíu được không? Em có hai cái. Thứ nhất là em làm về kinh doanh về mỹ phẩm với thực phẩm bổ sung. Cái thứ hai đó là em dạy về marketing. Dạy về marketing. Dạ. Marketing. Dạ marketing. Dạ. Ồ, nhưng mà là em là cái nick của em ở trên TikTok đó là cái gì? Lê Thị Linh luôn. Lê Thị Linh. Chí Linh. Nói nói cho rõ. Không, Thị Linh là sao? Phải, cho nên là mình cố tình mình nói đi cho bạn ấy phát âm chuẩn nha. Dạ. Rồi mà em. Dạ. Em xin chào chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận và xin chào khán giả. Em tên Trịnh Thị Kim Ái. Em cũng 34 tuổi, bằng tuổi Lê Chí Linh. Em đến từ Cà Mau. Trời ơi, một chàng trai ở tỉnh mà lấy cô vợ ở tận Cà Mau. Dạ. Coi, hai bạn làm sao gặp nhau? Cơ duyên nào? Ai để ý ai trước nào? Thôi bây giờ kể cho chương trình nghe. Em với vợ em gặp nhau lần đầu tiên là ở trong sông Bài. Ở tại Marina Bay Sen. Sông Bài. Trong casino. Sao em nghe nhầm hoài vậy ta? Tại vì chị nói nghe cái tiếng vùng miền địa phương á, là em phải để chị. Kiểu gì chị cũng nghe được hết trơn. Nãy giờ là Linh nói câu nào là chị nghe câu đó nha. Nhưng mà anh Thuận là bị nghe lộn mấy câu luôn rồi đó. Mấy cái. Người ta Chí Linh mà nghe Thùy Linh là sao? Sông Bài mà ra sân bay. Sông Bài mà ra sân bay là sao? Quá trời. Rồi. Nhưng mà đó, nhưng mà với vợ á là em nghe nghe chuẩn lắm chị, nghe chuẩn luôn á. Gần gần nhau á. Đó. Sát nhau. Cùng miền đó. Rồi sao nè? Thì lúc đó là vợ em đang cùng với mấy người bạn đang đánh ở cái bàn trong cuối cùng bàn luôn. Thì lúc đó em đi qua em thấy dễ thương quá, xong em chạy lại em ngồi em chơi chung. Xong rồi bắt đầu em bắt chuyện làm quen. Thì lúc đó vợ em cũng không có chịu trả lời, chỉ có mấy người kia trả lời thôi. Thì em hỏi là bạn em ở Việt Nam hả? Thì mấy người bạn kia chỉ gật đầu thôi, còn vợ em thì không có trả lời. Thì lúc đó là em cũng nhắm muốn bạn này trả lời nhưng bạn không trả lời mà mấy người kia trả lời. Ủa mà lý do sao mà em không trả lời, tại thấy cái đầu. Đây đây đây, chị hỏi Linh nè, Linh câu bữa đó là thua hay thắng? Dạ hôm đó có ngày thua ngày thắng, bởi vì cái hôm mà gặp bé vợ là hôm đó thua hay thắng? Hình như hôm đó thắng. Thắng là may mắn đó. Nhưng lúc đó là vẫn chưa cua được chị. Thời điểm đó. Cái hôm đó là chưa cua được. Dạ đúng rồi, đó là mới gặp lần đầu tiên thôi, phải một thời gian sau nữa thì mới bắt đầu cua được. Thì đó, thì bà đây nè, bây giờ mình sâu lại nè, Đó, bữa đó thắng, gặp cô này nói chuyện mà cô không nói lại. Cô không thèm nói. Nghĩ ra suối, là đen. Dạ. Đúng không? Là rõ ràng, đỏ bạc. Vẫn là còn đỏ bạc mà vẫn là đen tình. Thì quá thôi, thì dạ. Chị bàn ghê. Sau này khi mà cua được thì lúc đó mới thua nhiều. Như vậy đó, đỏ bạc đen tình nữa. Rồi sao nè, cho hỏi là tại sao em lại không nói chuyện với người ta? Tại vì em thích thấy ổng lúc đó ổng nhìn ổng dơ dơ, ổng bẩn á. Ủa lúc đó có tóc không? Em sợ tóc. Lúc đó ổng có tóc phải ổng... Không có tóc là bây giờ em quen rồi. Hồi đó ổng không có tóc mà nhìn á mấy cọng le que. Có tóc chứ. Anh vậy là đẹp rồi, trong em thì xinh xấu lắm. Thối đúng không? Thối dạ. Mà không chấp nhận. Đúng rồi. Dạ. Mà ổng lúc nào cũng mặc kiểu mà áo sơ mi á, sọc, lúc nào cũng anh ta nên nhìn ổng già lắm. Em nói thằng trai, em tưởng đó ổng là người India. À, tính đồ hả? Dạ. Anthony. Tại vì em thích người India, người India hay bị hôi nách á. Em không có thích là người India. Em sợ ổng bị hôi nách, em ngồi xa xa ra. Tại vì em nghe cái mùi đó em sợ, em không dám ăn hành tới giờ. Cho nên em bị sợ. Sợ, nhưng mà cái game đó thắng thua nào?
Không, bữa đó em là thua. Thua cho nên em mới mượn tiền ảnh. Là cái bữa đó. Là ngay bữa đầu tiên luôn. Dạ đúng. Ê xí xí xí. Nè nó nghe nè. Sao không nói chuyện với người ta mà tới khi thua thì lại mượn tiền người ta. Mượn tiền bà chị của ảnh mà sao chị của ảnh đưa cho ảnh em xuống á. Dạ. Như vậy là biết bà chị. Dạ biết. À như vậy là bên này có nghĩa là họ họ đúng. Còn họ cũng đã có một cái mối quan hệ. Có một em không nghĩ dây mơ rễ má đó. Đúng không? Dạ như một cái duyên á. Như một cái duyên đúng không? Như một cái duyên. Dạ. Rồi sao nữa nè. Cái như vô tình cái như mượn tiền của ổng. Cái là lúc đó mượn tiền là không không biết đó là của em. Thì lúc lúc đó em cũng không không biết là bạn này sẽ mượn tiền. Đó thì sau đó là em xin hoài không được thì em đi. À em đi em để em đó em. Số điện thoại á. Dạ. 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 Cô đâu có biết em cho mượn. Dạ đúng rồi. Thì sau đó một hồi lát nữa thì chị em mới nói là em xuống đưa tiền cho cái bạn dưới này với. Thì em đưa xuống em thấy wow, ok đấy. À lúc đó có xin được không? À lúc đó thì vẫn chưa, xin bạn vẫn không cho. Đó. Thì phải một thời gian sau nữa thì em xin của chị em. Thì chị em mới cho số, thì bắt đầu em mới gọi điện về liên lạc. À, một khoảng thời gian sau là chắc là không có gặp nhau trong sòng bài nữa. Dạ vẫn ngày nào cũng gặp. Sao lại liên tục vậy? Hồi đó đánh với nhau cũng phải 6-7 tháng ở trong đấy. Dạ. Trời đất ơi, chắc trời ơi, gặp nhau mà thấy trời trong đó. Như vậy là đến tháng thứ mấy thì bắt đầu là em chịu anh này. Cũng lâu lắm. Tại vì cũng khoảng 1 tháng. Em có bồ ở đó, em sắp lấy chồng ở bên Singapore, là cho nên em ở bên đó luôn rồi. Là anh này thì qua bên bản học, thì em đi đứng bài, anh mới gặp em ở trong đó. Nhưng mà là anh biết em có bạn trai không? Biết mà anh nhắn cua. Dạ. Ảnh ghê lắm, ảnh cua mà bồ em á thì biết tiếng Việt hơi hơi. Ảnh cua, ảnh không có bỏ đâu. Ảnh khi mà em nói là anh đừng có nhắn tin, tối nay em đi ăn với bồ em. Khi mà em thường thường ổng đi ăn với em thì ổng cũng biết em hay để cái điện thoại trên bàn á. Thì ổng nhắn liên tục. Thằng bồ em thì nó hay ghen, nó thấy là nó chụp nó coi, nói là em khi nào em bỏ bài anh mới đến với em chứ không thôi anh không có thương, anh không chấp nhận em đâu. Thằng kêu wow, có gì, nó không có. Cái em nhắn là em điện là em chửi, em nói bảo anh khùng cái gì anh nhắn tin, không không anh nhắn lộn em ơi. Mà ổng nhắn liên tục vậy đó. Cố tình chứ không Linh? Không có tình mà. Rồi thằng bồ em dặn. Bồ em mới bỏ em. Dạ. Tại vì ông chơi cái, tại sao anh hỏi câu đó? Không phải là vô duyên đâu. Dạ đúng. Nhưng mà anh biết chắc với cái kiểu, cái nhân vật này cố tình lì lợm mà chơi kiểu đó là chắc chắn bộ. Dạ đúng rồi. Chắc cũng vài tháng anh. Chịu nổi. Nhưng mà cái đó là kế hoạch của em đúng không? Dạ đúng rồi. Kế hoạch để đánh bật đối phương đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, rồi mới hốt hàng được. Dạ. Ủa nhưng Linh ơi, lý do gì mà Linh biết là cô này có bồ rồi cố tình là chơi cái chiêu đó vậy Linh? À, thì lúc mà em gặp nhau em khoảng 1-2 ngày sau em tỏ tình. Ồ đúng rồi. Chắc là liền liền luôn á. Đấy lắm chị ơi. Em còn cưới luôn rồi chứ không phải là bồ nữa. Xong bạn bảo là không, bọn em chuẩn bị cưới, chuẩn bị lập gia đình rồi. Em biết bảo là người ta lấy nhau, người ta làm ly dị được thì yêu nhau chia tay. Trời, trời ơi, trời. Không biết là cái độ lì ổng tới cỡ nào. Đấy nghe nè, ngoài cái việc là nhắn tin, cố tình nhắn tin quấy rối để mà coi như là chọc ghen ông kia, thì em còn những cái kế hoạch nào nữa không? Hoặc là những cái chiêu nào nữa không? Đầu ông show ra luôn đi. Gần như là cái thời gian đầu tiên á, là sáng, trưa, chiều, tối là em đều nhắn tin. Đó, thì khi mà nhắn cái là bạn bắt đầu chặn số. Thì bắt đầu em tạo Viber. Đó, rồi chặn Viber thì em lại mở cái line. Rồi nói chung là em tạo ra các mạng xã hội khác mà để kết nối. Thì khi mà bạn chặn cái số này thì em lại mua cái sim khác và nhắn tiếp. Đó thì sau đó em mới nói với bạn là bây giờ em đã chặn được 7 tỷ cái sim ở bên thế giới này không? Nếu mà không làm được thì đừng có chặn. Hay quá, trời ơi. Tôi cảm giác em sao? Để cảm giác hỏi bây giờ. Trời dễ sợ quá. Lần đầu tiên á, với mấy thằng đầu em ghét chồng em lắm luôn. Em ghét nè, tại vì cũng phá mình đó, mình ghét đó. Là em chặn hết, xong em nói là anh với em không thể nào đâu. Thật sự mình nói em chay ngoài. Em làm bên cái ngành làm đẹp ấy, thì em thích mấy người kiểu như tóc tai thì phải là đẹp để em làm kiểu đồ. Ổng thì tóc kiểu đó làm sao, rồi thêm ổng ăn mặc xến xúa nữa. Cái thời trang có phù hợp với em. Em mới nói là anh với em không có thể nào, với ổng thì làm thầy giáo, ổng mở miệng ra thì ổng cứ dạy đời mình không mà. Em nói trời, nghe kiểu này chắc nhức đầu chết luôn rồi. Ổng nói là anh sẽ thay đổi cuộc đời của em. Thôi thôi cha đi ra giùm con cái. Kiểu này chắc chết mất nội mà. Tại vì thật sự mà nói em với anh là một trời một vực. Em nói không thể nào đâu, lấy anh về chắc tôi chết. Nội mà bị chết thôi cũng bị chết. Với ảnh là người miền Trung nữa. Cho nên em nói lấy dầu về ngoại chắc em chết nó. Không có đâu, em với anh không thể. Em thì anh với em, anh cũng có bồ, anh đâu có thể đâu, mình làm bạn nói chuyện thôi. Em nghĩ là vậy cho nên mới nói chuyện. Mà không ngờ ổng chơi chiêu.
Dạ. Xong sao nữa? Thì cứ nhắn hoài, em chận hoài rồi chuyện gì xảy ra sau đó? Lúc đó em lập kế hoạch là thời gian nguyên tháng đầu tiên là ngày nào cũng phải nhắn tin để gọi là ám thị vào trong cái tâm trí của bạn này ấy. Thì sau đó đến khoảng một tháng sau ấy, thì đột nhiên là em không xuất hiện nữa. Em về Việt Nam. Rồi em không có liên lạc với bạn, không nhắn tin, không gọi điện, chỉ một tuần hết. Mất tích luôn. Trên thị trường chứng khoán luôn. Dạ. Thì sau đó bạn ấy mới nhắn tin hỏi là anh lâu rồi khỏe không? Dạo này không thấy. Thì em biết là cá đã cắn câu rồi. tức là cái chiêu đó là cái chiêu mà thực sự đàn ông rất là hay dùng. Tức là họ làm cho mình tạo thành một thói quen. Dạ, đúng. Dạ. Phụ nữ thì hay bị chết bởi những cái thói quen á. Rồi đến khi mà làm mất đi cái thói quen đó một cái là rối liền. Thực sự là rối liền. Đó. Thật ra là trong hàng vạn cái tin nhắn đó, chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều tin nhắn làm cho em thổn thức, đúng không? Đó. Rồi sau đó tình cảm của hai người tiếp tục như thế nào? Sau một tuần. Sau một tuần em chỉ không xuất hiện một tuần thôi. Biến mất một tuần thôi. Rồi sau đó thì em mới bắt đầu quay lại sinh. Quay lại sinh nữa. Cũng là chiêu đúng không? Mình biết là bạn này thích mình rồi. Bắt đầu làm cành cao. Cao lên rồi lúc đó em sao? Em nghe anh này nói cái kiểu mà chỉ là anh em thôi thì lúc đó em sao? Thì ông này cũng chảnh mà, thì cũng đi ăn thôi. Nhưng mà thật ra ông nói vậy thôi cho nên cũng tấn công liên tục nè. Không, ý chị đừng nói cảm xúc của em á. Khi mà em nghe anh nói cái ý định của anh là thôi thì bây giờ mình không đến được với nhau thì mình chỉ là anh em thôi, thì lúc đó trong lòng em nghĩ như thế nào? Đó thì em chưa xác định là biết có thương hay không, nhưng mà trong đó mình cảm thấy nó hơi buồn một tí xíu. Tại vì lúc đó mình còn bạn trai, chưa có chia tay. Thì lúc đó mình cũng nghĩ bình thường. Em mới nói với anh là ngày mai em sẽ đi Tàu casino chơi với bộ em rồi. Là cái lúc đó ổng mới chơi chiêu nữa, lúc đó mới là thương. Sáng sớm ổng đi trước bộ em, là bộ em cho người lại đón em, là nhà em đón. Thì ổng đi lại trước. Em không ngờ là ổng gan vậy đó, ổng đi lại trước luôn. Ông nói là thôi em đừng có đi. Kiểu như ổng tấn công trước đó chị. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi sao? Em sao? Cái bắt đầu em lúc đó em có không nghĩ là mình thương đâu. Mà sao em nghĩ là không biết sao em mới chọn là em ở lại với ổng, là em không đi. Tại vì em biết là lúc đó là em ở lại là chắc cú là bộ em sẽ chia tay. Tại vì lính của bộ em thấy hết rồi. Em mới nói ủa sao lúc đó mình không hiểu luôn á. Tại vì thật ra lúc đó mình cũng đang thiếu nợ. Tại vì bồ của mình nó là người chồng sắp cưới, có thể cho mình, nó kêu là đi với nó lần này về là cho trả nợ hết rồi xong về cưới, là không có tới lui với thằng này nữa. Tại vì nó bực lắm rồi, nó không vô đó chơi mà, tại vì nó thấy là xuất hiện lần nào thằng này cũng đi bên cạnh hết trơn á, là nó bắt buộc là đi xuống tàu chơi chứ không có vô casino chơi nữa, mà là nó bao nguyên chiếc tàu chơi mà ông nội này ông còn giữ văn ông còn đi lệnh trước nữa. Dạ không, lúc đó em cũng đánh thua hết rồi, cắm hết rồi. Thì lúc đó em còn cái điện thoại với là cái máy tính. Nó em mới nói là thôi bây giờ em đừng đi với người ta nữa. Em biết đâu em xuống đó em chơi cũng thua vậy à. Đấy, còn đi với anh à. Đó, ví dụ người ta có 1 triệu người ta cho em 10.000 thì nó là bình thường. Còn anh không có gì anh cho em hết tất cả thì đó mới là tình thương của anh. Đúng, ổng nói câu đó mà mình cảm thấy thương ổng. Là bắt đầu là thương ổng. Dạ. Là đi theo ổng. Dạ đúng. Rồi sau đó là em mới cầm luôn cái điện thoại, cầm luôn cái máy tính để đưa tiền cho anh. Đúng. Nhưng mà là ngày hôm đó là coi như là chính thức là quen nhau chưa? Dạ cũng bắt đầu rồi. Đó. Dạ. Rồi là cứ về chuyến đó xong là bồ chia tay mình luôn. Dạ. Cũng chưa chia tay đâu mà tụi em chia tay. Rồi sau đó tình cảm của hai đứa là có chính thức có hai đứa chính thức là yêu nhau đó. Chính thức là yêu nhau. Hai đứa có yên ổn không hay là có sóng gió? Dạ. Có trục trặc gì không? Có chia tay chia chân gì không? Dạ rất là nhiều sóng gió. Khi lúc đó thì hai đứa quen rồi thấy ở bên sinh thì khi đó em ở bên sinh thì tính lấy chồng ở sinh cho nên mới ở, thì không ở nữa thì hai đứa mới nói là thôi về Việt Nam làm lại, thì cũng quay về Việt Nam. Thì lúc đó thì hai đứa chơi nhiều quá, nợ nần nợ nhiều, quay về một cái con số 0. Mới đi làm lại thì nó hơi bị khó khăn. Mà lúc đó thì mình về đây thì mình bỏ tất cả vì ổng. Về giai đoạn đầu thì có một mình ổng, nhưng mà lúc đó về lại thì bị khổ lại, lại bị ổng lăng nhăng. Đó, lúc đó bắt dính thì lúc đó cảm thấy bị cú sốc quá lớn. Tại vì mình nghĩ là mình bỏ hết tất cả, gia đình ai cũng la hết, nó con suy nghĩ kỹ chưa mà như vậy.
Tại vì đất nước sinh một đất nước phát triển mà nhiều người ao ước không được. Mình thì có một cái người cũng tốt, thật ra cái người bạn kia thì cũng rất là tốt, lo cho em thì hồi đó tới giờ cũng lo gia đình em. Mà bây giờ chọn một người như vậy đi về. Về đây là bị ổng lăng nhăng. Dạ. Yeah. Sao Linh nói ông này mê gái dữ lắm chị ơi. Thì đàn ông ai cũng mê gái, nhưng mà vấn đề ở đây là tại sao mà em khó khăn lắm em mới hốt được cái hàng này mà giờ em về em lại đi tìm những cái hàng này là sao? Hồi đó là về em nghĩ là em sẽ thay đổi vợ em, xong đó thì em nói mấy năm sau vợ em mới chịu thay đổi. Đó, bởi vì vợ em cũng mê đánh bài. Về Việt Nam rồi đó thì em gom mãi mới mua được cái máy tính. À, thế là vợ em ở nhà, khi mà em để cái máy tính ở nhà để em đi uống cà phê, em về bà đưa cầm mất cái máy tính của mình để đi đánh số đề. nhưng mà cái vụ mà đi tiếp tục đánh bài với cái vụ mà em đi có bồ bên ngoài là hai kiểu khác nhau. Đúng rồi, khác nhau mà. Bắt đầu mình thấy rằng là cái người này chắc là mình lựa chọn sai lầm rồi. Mình muốn thay đổi, mình nghĩ là sẽ giúp được họ thay đổi, nhưng 2-3 năm rồi vẫn không được thì thôi. Đi kiếm con khác. Vậy đó hả? Yeah. Rồi đi kiếm con khác thì sao cuối cùng em lại dòng trở lại với tụi em? Xong rồi em cũng không hiểu sao rồi bắt đầu em cũng thấy thương thương thấy tổ. Nhưng mà hai đứa có chia tay không? Dạ, lúc mà sau tức là quen nhau được bao lâu thì là anh bắt đầu có cái chuyện là lăng nhăng rồi này kia nọ rồi. Nghĩ đúng là mỗi lần như vậy thì vợ em hay bỏ đi về bên nhà em gái, lúc thì đi ở nơi khác, thì lúc đó em thấy là không biết là người này có thực sự là thương mình hay không. Thì sau đó bắt đầu em cũng quen người này quen người kia. Đến lúc vợ em quay về lại cái, thế lại chia tay người ta. Xong về lâu lâu vợ em lại đi để lại quen người khác. Thì vợ em nói là giận tôi đi mà. Thì em nói là đâu biết đâu, tưởng là chia tay. Tưởng chia tay thì quen người khác thôi. Em bỏ anh thì anh đi quen. Ủa như vậy thì cái mối tình của các bạn đến bao lâu thì hai bạn mới chính thức coi như là lấy nhau? 4-5 năm, mà trong khoảng thời gian đó là cũng chia tay đâu mấy lần hả? 7 năm. Chia tay 2 năm, quen nhau 5 năm. Dạ, chia tay 2 năm. Thực ra 2 năm đó thì cái người bạn trai bên em Singapore về chứng cứ em lại. Thì gặp lại anh em có một bệnh rất là nặng, bệnh rất là chết á. Rồi nói chung là cũng có một người cô ở ngoài vô thăm, rồi kêu em qua thăm ảnh, thì nói chung là cũng nhờ cái cô đó đưa hai vợ chồng tới là một cái duyên. Nói chung là hai vợ chồng ngồi đây thì cũng nhờ một cái cô đó. Cái cô mà nói chung là em cũng nhớ ơn cổ suốt đời, nhưng mà không thể nói ra tên, tại vì hai vợ chồng chỉ nhớ ơn để khắc ghi trong tâm thôi. Thì một hôm cô đó vô Sài Gòn chơi, tại vì cái bé con của cô đó là chơi thân với em. Mới hồi đó giờ hai chị em chơi rất là thân, coi em như là chị gái. Mới mình thì coi cổ như là mẹ mình gì đó. Cổ kêu thì mình những như mình phải nể qua. Như cái cô là cô của ảnh thì kêu qua thì mình qua, thì thấy ảnh bệnh gì đó mình đang sốc không có nở thì qua lo. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Thì một hôm thấy ảnh như vậy rồi chăm sóc và ghét hai đứa có tình cảm lại. Lại. Cái thời điểm đó là lúc đó là em bị xong, thì lúc đó em cũng có bạn gái. Vợ em cũng chuẩn bị cưới rồi. Lúc đó vợ em bị nổi tế rạn nên là không có làm đám cưới được. Thì khi mà gặp lại đó thì lúc đó em mới thấy là vợ mình vẫn còn có vẻ thương mình ấy. Thì lúc đó em ấy là thôi bây giờ cưới nhau đi. Hiểu là vợ mình thương mình thiệt. Dạ. Xong rồi lúc đó vợ em nói là nhưng bây giờ anh có người yêu mà em cũng sắp lấy chồng rồi. Thì em mới nói là thôi bây giờ anh về chia tay bạn gái, còn em chia tay chồng em đi. Rồi xong mình đến với nhau. Thì vợ em nói là không thể được. Thì lúc đó đang nói chuyện đó thì bạn gái của em đến. Ba người nói chuyện với nhau. Thì lúc đó em nói với bạn gái mới của em á, nói là không, đây là vợ cũ của anh. Bây giờ vợ cũ quay về. Vậy đó. Giờ bữa nay là cái cô đó mới biết là lúc đó là chưa cưới. Cái cô mà coi á, bữa nay chắc cô bạn gái nó sẽ đúng biết. Đúng không? Dạ. Thì sau khi mà cô coi cái này rồi cô mới biết là hồi đó là cái cô này chưa phải là vợ, là vẫn là đang là người yêu giống mình thôi, đúng không? Dạ. Như vậy là sao cái bữa đó là em lại chia tay với anh kia nữa, đúng không? Thật ra có một thời gian em cảm thấy rất là gay gắt. Tại vì mình cảm thấy người ta tốt với mình quá, cảm thấy rất là có lỗi. Cái bạn đó người sinh hả? Dạ. Yeah. Người ta rất là tốt, nhưng mà em nói thật sự thì người ta chỉ nói với em một câu thôi. Nó kêu vào mày tao, nó nói nếu như mày đã chọn rồi thì mong mày là hạnh phúc. Người ta không có nói gì nhiều, nhưng mà khi mình cảm thấy bắt đầu mình gây gắt. Nhưng mà sau này em nói nhưng mà anh cũng thương mình là hạnh phúc, mình cảm thấy nó không còn suy nghĩ tới. Chứ ban đầu thì cảm thấy rất là buồn, cảm thấy có lỗi đó, tại vì
lần nào mình cũng được ông này mà mình bỏ ra, nếu như sau này ông này mà bỏ mình thêm một lần nữa thì mình không dám nghĩ là có lỗi với anh đó thêm một lần nào nữa. Nhưng mà may là sau này em được như vậy á, em cảm thấy cũng được hạnh phúc. Chứ mỗi lần khi mà nhớ về cái đó thì em cảm thấy có lỗi với người kia rất nhiều, tại vì người cũng tốt với mình quá, mà lúc nào mình cũng chọn cái người cũng làm khổ mình. Cho nên em mỗi lần mới nào quay về á thì mình biết là mình thương người này, nhưng mà mình ở bên người này á thì thời gian đầu á mình cảm thấy rất là cảm thấy có lỗi á, tại vì người kia tốt với mình quá. Tại vì lúc em thiếu nợ mà người ta về trả hết nợ cho em, mà họ không nói gì một câu gì luôn, mà em vẫn chọn người này. Thì họ chỉ nói đơn giản, họ không trách hờn gì hết. Thì mình nghĩ nếu như sau này mình mà bị trả báo, tại vì ngày xưa mình bị trả báo một lần rồi, em cũng cảm giác mình rất là sợ. Cho nên em chỉ nói là nếu như mà bị trả báo thì mình cũng cam tâm, tại vì mình nhận được quá trời nhiều điều tốt đẹp của người khác cho. Thì nếu như trả báo sau này mình cũng cam tâm. Nhưng mà em được may mắn thì sau này chồng em rất là thương em, thay đổi hoàn toàn, không có được như vậy nữa, không có bay bớm nữa. Thì bây giờ vậy là rất là vui rồi em. Dạ. Và thậm chí nếu như mà người ấy ở bên Singapore, dạ, nếu như có xem được chương trình này thì chắc chắn người ấy cũng sẽ rất hạnh phúc. Dạ. Cảm thấy vui là bởi vì thấy em hạnh phúc và nghe được cái điều mà em vừa nói, là dạ, bởi vì em đã tìm được hạnh phúc của em, là dạ, người này đã thay đổi cuộc đời của em. Và bây giờ bắt đầu anh rất muốn biết thay đổi như thế nào. Thì đó, bây giờ thì này Linh á, mai mốt là khi nào mà Linh mà nhen nhúng một cái gì đó mà nó hơi tà ý một chút xíu là em phải coi lại cái này nha. Đó, à, em bật YouTube lên, em lấy một khúc này, thôi cắt đi, cắt qua TikTok luôn đi, đó là coi đoạn này. Yeah. Nhưng mà bây giờ xét cho cùng thì chắc là bạn Linh này, cái bạn ở Singapore á, chắc kiếp trước á, chắc là bạn kia giật hụi của bạn. Chính yeah, hụi nè. Ờ, ai cũng, ảnh, anh Linh cũng nói như vậy. Cho nên thôi kệ, em đừng ấy nấy nữa. Yeah. Tại vì tất cả mọi thứ nó đều có cái nhân duyên. Đúng rồi. Dạ đúng rồi, em cũng nghĩ vậy. Bạn kia nợ bạn này, cho nên là em đừng ấy nấy nữa. Dạ. Đó, ha. Thì chắc chắn bây giờ em có hạnh phúc thì bạn kia cũng đúng rồi. Dạ. Kiếp trước cũng giật hụi hoặc là dấu bài đó. Dạ. Dấu bài hay sao đó. Hoặc là ông kia làm chủ sòng bài, em đi luôn mà không còn cái gì luôn. Cả ông kia kìa. Đó, em là trắng tay hết đó, cho nên giờ ông mới trả thôi. Dạ. Mình cứ nghĩ vậy đi cho mình cảm thấy thoải mái. Ủa, như vậy là khi mà sau khi lấy em rồi là em có nghĩa là cô ấy còn còn như trước đây nữa không? À, nói chung sau khi mà hai vợ chồng mà cưới nhau rồi đó thì hai người đều thay đổi 180 độ hết. Ừ. Ai xung quanh cũng bất ngờ về việc thay đổi của mình. Đấy, vợ em cũng trước đây thì hay đi chơi, ngủ lúc nào 11, 12 giờ mới dậy. Bây giờ là vợ em rất dậy rất sớm. Các bạn em dậy là vợ em dậy. Rồi xong rồi cũng chăm chỉ đọc sách, rồi làm việc. Nó cũng là thay đổi tất cả mọi cái chứ không giống như ngày xưa nữa. Đó, thì em cũng vậy luôn. Bây giờ còn xào chẻ nữa không? Không. Thôi như vậy là quá tốt rồi. Là hay quá. Thôi bây giờ nói chuyện vô luôn chị ơi. Hay có cái chuyện kia chứ. Cái chuyện kia. Cái chuyện mà lấy nhau rồi mới lòi ra tật xấu thì phải có chứ, sao mà không có được. Đúng rồi, người mà đúng không? Dạ. Chứ đừng có nói, đừng có nói cái cặp này lấy nhau xong toàn lòi ra tật tốt. Đó. Nghe à, có thể là giống như cặp của em là vậy đó. Có là tất cả những cái gì mà xấu trước đó thì lúc mà yêu nhau thì đã thấy hết rồi. Nên đến lúc mà lấy nhau thì thấy ồ, người này thay đổi nhiều quá. Cứ lòi ra tật tốt. Ví dụ như là hồi xưa là không đọc sách, bây giờ tự nhiên đọc sách quá nhiều. Đọc sách không thể nào mà là tật xấu được. Đó, đúng không? Rồi lúc trước á là ngủ mà ngủ ê chề tới 11, 12 giờ trưa, tự nhiên bây giờ 6 sáng dậy, xong rồi là tập thể dục, rồi nấu ăn. Cái đó không thể nào gọi là tật xấu không được. Không thể nào gọi là tật xấu. Thôi bây giờ mình gán đi, mình ráng dập lá tìm sâu đi, cái soi mói đi. Bây giờ anh rất là muốn nghe Linh nói. Đó, bây giờ trong cuộc sống, kể từ lúc thành vợ chồng, cô ấy còn cái điều gì chưa tốt. Đó. Thì vợ em chỉ có một cái duy nhất thôi là nóng tính. Còn lại mọi cái là đều ok. Ổn hết đúng không? Em ngày xưa thì là rất nóng tính, thì sau này em lấy vợ em lại điềm tĩnh lại. À, là bây giờ nóng cỡ nào, nóng cỡ nào? Giờ em nóng cỡ nào? Nóng nóng đôi khi mà nóng đúng đó nghe là nó phải là tật xấu nha. Dạ, nóng nhiều lúc là ví dụ như có một lần bọn em đi Nhật. Đó, thì em đưa cả công ty đi. Thì lúc đó vợ em mới mua 4 cái áo cặp, là có ngày 2 cặp, có một gia đình kia với là gia đình em. Thì vợ em nói là chồng mặc đi. Thì em mới nói là không, anh đưa tất cả toàn bộ đội ngũ đi. Thì anh là lãnh đạo công ty, làm sao mình có thể mặc đồ riêng như vậy được. Trong lúc đó mình nói với mọi người là công ty là một team, nên là chúng ta chỉ có một màu thôi, chứ không có đội nhóm này với nhóm kia mặc nhiều cái trang phục như vậy được. Thì vợ em bắt đầu chửi sùm lên hết. Đó, thì trên đường đi taxi ấy, lúc đó em giải thích, em nói vợ em tán cho em cái. Xong ra đến sân bay là vợ em quay về luôn, không có đi nữa. Thì lúc đó
thì lúc đó chỉ có mình em đi thôi, thì em đặt Grab đưa cái vali của vợ em về. Vậy đó. Tức là hôm đó là em nói là mình đi 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 Nhật ạ. Đi Nhật đó. Dạ. Mà không thèm đi luôn. Đi hả? Không, lúc đó em có lỗi gì, tại lúc đó đang có bầu, hình như là con người không được có tỉnh táo, có bầu không nóng lắm nha. Lúc đó em nóng ghê lắm. Em thay đổi kinh khủng lắm. Nói là chửi dơ dơ vậy, kiểu như y như bà điên vậy đó. Nói là chửi nhiều khi chửi xong mình thấy ông làm ông nói gì nhiều khi mình thấy tội nghiệp luôn á. Xong rồi đi nấu cơm cho ông ăn. Kiểu cảm thấy có lỗi á. Nhưng mà hình như là có bầu thay đổi hay sao. Đúng rồi, xác định. Dạ. Lúc đó là lại có em bé. Thôi như vậy thì lại là không phải là cái lỗi em nóng rồi. À, sau này thi thoảng vẫn nóng, đâu vợ em vẫn đến bây giờ vẫn thi thoảng vẫn còn nóng. Bây giờ đỡ hơn ngày xưa thôi, đỡ hơn cái thời mang bầu thôi. Nhưng vẫn đó, đối với vợ em thì chắc là chỉ có mỗi cái đó thôi, còn lại một cái là ok hết. Thế còn em, chồng em sao? Kể mình quá, giờ mình tìm cách mình kể lại. Chồng em thì thật ra ổng thì cái gì cũng giỏi, nhưng có cái ổng hơi mê chơi. Ổng mê chơi là ổng mê cái môn gì là ổng chơi ghê lắm. Cho nên mỗi lần ổng đi chơi như vậy cái bắt đầu em hơi bị sợ. Tại vì ngày xưa mà ổng cua gái ấy, là cua đứa nào là phải được đứa đó. Phải dính đứa đó đó. Ừ, cho nên cảm giác mình cũng hơi sợ. Mình sợ sau này ổng mê con nào nữa, chắc ổng bỏ gia đình nữa. Cho nên em sợ là cho làm như thế này cho ổng kiềm chế lại được. Tại vì ổng mê cái môn đó thì cũng tốt, tại vì mấy môn thể thao thôi. Nhưng mà em sợ, tại vì chồng em một khi mà ổng đã quyết tâm làm cái gì là ổng làm sẽ được. Tại vì ổng làm cùng liên lắm. Ổng làm là cái môn ổng chơi cũng vậy. Ổng mới chơi thôi mà ổng mê là ổng làm, ổng chơi còn hơn người ta, chơi mấy năm trời. Cho nên em sợ nó tái diễn lại khi mà sau này ổng mê cái con nào là ổng sẽ bỏ gia đình nữa. Tại vì hồi đó trai gái mà khi mà cái con nào mà ổng cua con đó nó đi lại nó khóc với em, nó nói là em không có thích anh Linh đâu đó. Rồi em nói con này rồi tới y chang chị nè, chị cứ nhắn cả nào còn bị nữa. Em sợ chồng em vậy đó. Cho nên em nghĩ là hy vọng là ổng bớt kìm nén lại sau này cho nó. Tức là biết điều chỉnh cái đam mê đúng không? Dạ đúng rồi. Biết điều tiết á, tức là điều tiết lại cái đam mê. Cân bằng lại. Đúng rồi, cân bằng. Mà ông mê chơi mà môn nào, thể thao hay là chơi game? Thể thao, mấy cái môn thì chơi rất là tốt. Như đánh gót, rồi mô tô nước. Ý là mấy cái đó thì chơi tốt, nhưng mà em thấy ông đam mê là ông chơi, ông sẽ quên hết vợ con và công việc luôn. Cho nên em sợ sau này nếu như mà ông phải say nắng ngay á, thì ông sẽ quên luôn cả vợ con. Nhưng mà từ lúc mà lấy nhau về, nghĩa là 5 năm ở với nhau, ổng có lén lén bên ngoài. Cái đó thì không. Nhưng mà em là em sợ sau này rồi. Dạ, tại vì cái người xưa người ta hay nói mà Giang Sơn vậy đợi bản tính có giờ á, cho nên em cũng hay sợ. Sao em không nghĩ đến một cái việc nó ngược lại? Đó. Có nghĩa là như này, cái chuyện đam mê á, dạ, sống chết cái đam mê của mình, đó là cái bản tính của ảnh rồi. Thì trong cái đam mê nó có rất nhiều thứ, mê gái, mê chơi, mê làm ăn, mê công việc, hoặc là mê một cái môn nghệ thuật, hoặc là môn thể thao nào đó. Thì nếu như bây giờ á, ảnh em hướng cái mê đó, né hết cái chữ mê gái với mê chơi đi, hai cái né ra, thì còn lại những cái kia nếu ảnh mê được thì quá tốt. Tại vì nếu như ảnh mê những cái đó thì ảnh không còn thời gian đến mê gái với mê chơi nữa. Hiểu ý chị không? Đó, rồi bây giờ một cái điều mà em cần phải hướng ảnh là mê con. Cứ cho ông mê con đi, mê làm sao mà để mà ông chỉ biết con và sự nghiệp thôi là ngon lành rồi. Chồng em được cái này, ông không có mê lâu, ông mê thời gian ông chán rồi, ông thay đổi liên tục rồi, cho nên cái đó mình mới hơi bị sợ. Mới sợ luôn anh. Dạ. Chứ ông không có mê bền lâu, tại vì ông rồi cứ cho mê đi, hết đã băng xong chuyển qua mê bóng rổ, ví dụ vậy. Rồi hết bóng rổ rồi chuyển qua mê cái khác, ví dụ vậy. Thì thì đó, thì bây giờ bởi vì mình mới phải đưa ra cái vấn đề đây để mình tranh luận để làm chi. Dạ. Mình cắt đi, mình bỏ TikTok á, hiểu không? Khi nào mà ông sao nhãn chút xíu là mở cho ông coi. Em hiểu chị không? Đó nó là như vậy. Tại vì thực ra là cái người mà có tài á, người mà tài năng á, là người ta có những cái cá tính đặc biệt mà không có đổ đồng được, tức là không có hòa tan được. Cho nên là những cái đó mình bắt người ta bỏ đi nó hơi bị phí. Thực sự hơi bị phí. Vấn đề của mình ở đây là mình hướng cái đó thành cái tích cực là ngon lành, là coi như mình hưởng hết á. Ngoài ra thì ở ngoài như thế nào, về nhà như thế nào, còn những tật xấu gì không? Có ghen không? Tính ổng á thì không có xấu gì hết. Chỉ có một cái là mê chơi, nếu ở nhà mà mỗi khi nó đi chơi là xúm đồ là đi một cái một gì đó, không báo trước cái vợ con gì đó, gọi điện không được thì là mình lo thôi. Chứ ở nhà thì tính thì lúc nào cũng vui vẻ, giỡn như đứa nít vậy đó. Cũng đi chơi thì cũng có trách nhiệm với con nha, đi chơi chứ lúc nào cũng nhận tài xế là phải về gọi
chở con đi chơi. Nói chung là nhiều khi mình thấy vậy mình cũng hạnh phúc. Thì bạn có ghen không? Giờ hồi lúc chưa cưới thì ghen lắm chị, lúc lấy cái nhà ông có ghen. Rất ghen rồi. Dạ. Thực ra nếu mà em đi chơi hay em đi đâu cũng được, nhưng mà cái việc đi đó của em phải tạo cho vợ em một cái niềm tin á, dạ, cái sự an tâm á. Nói chung là khi mà em lập gia đình ấy thì trưa với tối nào em cũng về nhà ăn cơm, chứ em không có khi nào phải ăn ngoài hết. Dạ. Như chồng chị á là cũng ông đi suốt vậy đó, nó ở nhà đâu. Nhưng mà chị biết, tức là ông tạo cho chị một cái niềm tin là giống như là ông đang ở chỗ đó với những người đó, chị đều biết rồi. Mà cái việc mà ông đi là cái gì, có thể nó chỉ là một cái tương đối thôi, nhưng mà phụ nữ em là người ta cảm thấy là thứ nhất là người ta được tôn trọng, là có nghĩa là chồng mình á là danh chính ngôn thuận, nhưng đi đâu á thì ông cũng sẽ nói mình một tiếng, ví dụ vậy hả. Chứ còn nếu mà đi mà điện thoại không được là cái đó là khó chịu nhất. Đúng. Trời ơi, đi tức là chị nói ví dụ như chị luôn có cảm giác vậy nè. Trong một ngày ông xã chị nhận được khoảng là ví dụ như 20 cuộc điện thoại đi, thì trong 20 cuộc điện thoại đó thì cái cuộc điện thoại của chị là nhất. Có nghĩa là cỡ nào cỡ chị gọi là bóc máy. Chị nói ví dụ vậy thì để chị biết anh ở đâu. Vậy thôi, chỉ cái là người vợ, người phụ nữ ta chỉ cần như vậy thôi. Chứ ta cũng không cần là mình phải sát bên rồi mình phải kèm cặp này kia nọ, mình không có tánh đó. Đó, và tất cả các ông chồng đều không thích cái kiểu như vậy. Đó, nhưng mà nếu mà đi mà biến mất tiêu luôn, điện thoại không được, hoặc là điện thoại đang ở xa người, ví dụ như điện thoại để trong túi quần, rồi túi quần lại ở xa người là coi như xong. Em hiểu chị không? Thể thao của em á, nó thường không có cầm điện thoại được. Đúng rồi. Ra mình chơi mô tô nước. Ở dưới sông á thì mình cầm chạy mình đâu có cầm điện thoại được, và nó có những cái vùng nó mất sóng. Ở vào rừng Cần Giờ nó bị mất sóng nên là mình không có gọi được. Đấy, hay là khi đánh góp thì mình đâu có được cầm điện thoại đâu. Mình chỉ được chơi thôi. Thì khi mà chơi xong rồi thì em cầm điện thoại em thấy là em cũng gọi lại. Dạ đúng rồi. Là cũng được rồi, hoặc là trước khi mình nói là thôi giờ anh chuẩn bị đua nha, anh chuẩn bị ấy đó, là anh cúp điện thoại đó nha, hoặc là anh để điện thoại. Thì cho vợ mình biết vậy đó. Nhắn tin. Mình chỉ cần biết vậy là mình yên tâm đúng không em? Em thì không có gọi, con em á mê lắm. Nó cứ gọi ba nó suốt mà nó gọi không được là nó khóc, nó không ăn uống gì hết. Cho nên mình thấy xót á. Cho nên khi nào mà chồng em đi đâu chơi á thì em hay nhắc là chồng có đi đâu chơi gọi về cho con. Mà nhiều khi em gọi á thì ổng cứ nói vợ gọi phải không, vợ gọi thì mình cũng ngại. Chứ thật ra em không có gọi, là con em. Lucky á, Lucky nó thương ba nó lắm. Ba đi đâu một chút xíu ngủ ở nhà, chắc trưa mà không có ba cũng gọi, nằm mơ gọi ba ơi suốt à. Ông ở nhà ông biết nè. Ghê không? Đã. Có TikTok không? Dạ. Rồi con, bây giờ nếu vậy thì em mong chồng em thay đổi cái gì trong mấy cái mà em vừa nói? Em chỉ mong là nếu như mà có thời gian á thì chồng đưa con đi chơi nhiều một tí. Tại vì thật ra con em á thương ba nó nhiều lắm. Chị biết nghe mỗi khi mà ông này nè, ông đi làm gì hay là bất cứ cái gì đó là nằm ở trần ngủ, là ông nhỏ xíu mà mới có 2 tuổi à, là đi lấy áo đẩy ba dậy kêu ba mặc áo vô mới cho ngủ, sợ bị trúng gió chết. Nằm cái quạt á, xong mẹ phải nói cái gì đó nó mới sợ, nó mới biết. Thì mỗi sáng á là em dạy thành cái thói quen á là hôn ba, thương ba nha, rồi bye bye kêu ba đi làm vất vả kiếm tiền về nuôi mẹ con mình á. Cho nên nó hiểu á. Thế rồi còn Linh mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em nghĩ là vợ em bình tĩnh là được. Bình tĩnh là nghe là bớt ống tính, nghe là không còn ống tính rồi. Đúng rồi. Đó là mình nghe thông tin nó rõ ràng, mọi cái ok đã rồi hãy bắt đầu phản hồi hay là bắt đầu mới phản ứng lại. Dạ. Em nghĩ là em cải thiện lại cái vấn đề mà như chị Vân mới nói. Dạ. Để cho vợ